Tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là sàn nóng điều hòa của xe Hyundai Solati 2019 đến 2022. Sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu tới anh em là sản phẩm của công ty Halon tại Hàn Quốc. Mã sản phẩm của nó là 99231 /59000. Đấy. Để anh em sẽ cùng xem qua cái sản phẩm. Đây. Cái mặt bích của nó khá là đặc biệt. Nhìn thì hao giống Rio Accent Anh và i10, nhưng mà anh em nhìn nhá, thì tổng quan này, cái dàn thì nó sẽ lớn hơn cái dàn của tất cả ba dòng xe du lịch. Hơn nữa là cái tai bắt của nó này, anh em có thể nhìn này, đó, cái tai bắt của nó này. Dòng sản phẩm này là cấp tiêu chuẩn của Hyundai anh em nhé. Đó, đây là cái mã của sản phẩm này, mã QR. Đây chính là cái chân, 4 cái chân để chúng ta sẽ bắt vào cái giá đỡ, giá nóng két nước. Phía phần trên này, đó chính là phần để chúng ta bắt quạt. Hai mặt bích này thì được thiết kế là khối liền nhau. Đây, em nhìn nhé. Đó. Đấy. Và sản phẩm thì được sản xuất 100% nguyên vật liệu chính, đó là chính là hợp kim nhôm cao cấp anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ bên theo số 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara auto BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.